Cô bắt đầu chấm sách bài tập tiếng Anh lớp 4. Các con mở sách bài tập Unit 18. What's your phone number? Bài đầu tiên yêu cầu các con đọc to các từ có trọng âm được đánh sẵn. Từ ruler thì cái trọng âm nó rơi vào ru, cho nên cái âm ru các con đọc to. Được chưa? Các con nhìn lên màn hình các con sẽ thấy là cái từ ruler nó được đánh dấu ở trước chữ R. Nào, bây giờ các con cùng đọc theo cô nhé. Ruler. Hungry. Jacket. Trousers. Invite. Repeat. Complete. Enjoyed. Được chưa? Bây giờ con tự đọc nào. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Đề bài yêu cầu các con điền từ. Câu 1. Chúng ta sẽ điền từ enjoys. Anh ta thích chơi hoặc bật đá bóng. Câu số 2. Can you repeat? Bạn nhắc lại số điện thoại của bạn được không? Can you repeat your phone number? Câu số 3. Complete and say the sentence aloud. Hãy hoàn thành. Vậy con sẽ điền từ complete. Câu 4. Jenny wants to invite. Mời. Chấm điểm bao nhiêu trên 4? Bài số 2. Match the words with the pictures. Nối các từ với các tranh. Câu số 1. Go for a walk, đi bộ sẽ phải nối với bức tranh B. Go for a picnic, đi picnic sẽ phải nối với bức tranh D. Go swimming, đi bơi sẽ phải nối với bức tranh A. Go fishing, đi câu cá sẽ phải nối với bức tranh E. Go skating, đi trượt patin thì nối với bức tranh C. Chấm điểm bao nhiêu trên 5? Read and tick, bài số 2. Hãy đọc và đánh dấu tích vào bức tranh nào thể hiện đúng cái câu người ta viết. Go fishing on the weekend, đáp án là bức tranh A. Go skating là đi trượt patin, thì vậy nó phải là bức tranh C. Go for a walk là đi bộ, thì nó phải là bức tranh A. Được chưa? Bài rất dễ. Bài số 1, phần tiếp theo, read and match. Hãy đọc 4 câu bên trái, 4 câu bên phải và nối chúng với nhau. Câu thứ nhất, what's your phone number? Thì câu trả lời phải có tên của số điện thoại. Được không nào? Vì câu này hỏi số điện thoại là gì? How much? Giá tiền bao nhiêu? Thì câu trả lời phải có giá tiền. $90,000. Would you like to go for a walk? Bạn có muốn đi bộ, đi dạo không? Vậy đây là một câu mời. Mời thì phải đáp lại lời mời bằng cách là sorry I can't hoặc là yes I'd love to. Đúng không nào? Would you like? Đáp án I'd love to. Câu 4. Would you like to go dancing? Tại sao câu này lại phải nối với câu B mà không nối với câu A được? Bởi vì câu B nó có cái câu là I can't dance. Tôi không biết nhảy, không biết khiêu vũ. Đúng không? Chấm điểm bao nhiêu trên 4? Bài số 2, các con viết câu hỏi cho những câu trả lời trong những đoạn hội thoại ngắn của người ta. Ở đoạn hội thoại thứ nhất, số điện thoại của tôi là như thế này. Vậy câu hỏi sẽ là what's your phone number thôi. Đúng không nào? Bây giờ câu số 2, số điện thoại của anh ấy là như thế này, thì câu hỏi sẽ là what's his phone number, chứ không phải là your nữa. Câu số 3. It's $2 million. Nó 2 triệu. Vậy câu hãy phải hỏi về giá tiền. How much is the mobile phone? Cứ hỏi giá tiền, hỏi bằng how much. Câu số 4. I'd love to. Tôi rất thích, tôi đồng ý.
Đấy, câu này mà lại thể hiện thấy cái bức tranh đi picnic. Vậy câu mời đấy con phải mời bằng would you like, đúng không? Would you like to go for a picnic? Đây, câu này là câu từ chối, lời mời. Sorry, I can't. I can't skate. Tôi xin lỗi, tôi không biết trượt ba tanh. Vậy câu mời rủ đi trượt ba tanh, người ta không trả lời, người ta không trượt được, người ta sẽ nói là I'm sorry. Would you like to go skating? Would you like to go skating? Chấm điểm bao nhiêu trên 5? Bài này các con trả lời 4 câu hỏi thôi. What's your phone number? Mình chưa có số điện thoại đúng không? Lấy số điện thoại của mẹ ra. Được chưa? Nếu là cô sẽ trả lời như nào? It's 09758564. What's your father's phone number? Cũng trả lời bằng is cộng với số điện thoại. Would you like to go for a walk now? Sorry, I'm busy. Sorry, I'm busy. Would you like to go fishing this weekend? Yes, I'd love to. Đúng không? Một trong hai cách trả lời câu mời. Các con bắt đầu chấm bài số 1 phần tiếp theo. Read and complete. Hãy đọc và hoàn thành đoạn hội thoại dài. Câu số 1. May I speak to Mary, please? Làm ơn cho tôi nói chuyện với Mary. Vậy nếu Mary đang nói thì Mary sẽ nói là speaking, tớ đây. Speaking là nói, có nghĩa là Mary đang nói đây. Peter mời như nào? Would you like to go swimming? Bạn có muốn đi bơi vào chiều chủ nhật tuần này không Mary? Mary nói là I can't swim. Vậy câu trả lời của bạn sẽ là sorry, I can't. Câu 3 nào? Go fishing, đi bơi. Thế con đi bơi thì sao? Vậy câu hỏi sẽ là would you like to go fishing? Would you like to go fishing? But I have to ask my mother. Bạn có thích đi câu cá không? Nhưng tôi phải hỏi mẹ. Có nghĩa là bạn ấy có thích không? Bạn ấy có thích. Vậy câu này bạn ấy sẽ nói là I'd love to, chứ không phải là nói là sorry I can't nữa, đúng không nào? Okay, then can you call me back? Gạch chân cụm từ call me back, gọi lại. Sau đó thì gọi lại cho tớ nhé. Sure, chắc chắn rồi, tôi sẽ gọi lại. What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? What's, có chữ S. Thế câu trả lời là sẽ trả lời về bằng số điện thoại, bằng từ is thôi. Chấm điểm bao nhiêu trên 6 đi. Bài tiếp theo là bài đọc và khoanh tròn phương án đúng, đúng không nào? Bây giờ cô sẽ cho con 1 phút để đọc lại đoạn này. Bài này cũng là một bài rất là dễ, không có đánh đố gì chúng ta cả. Đó là cứ đọc và điền từ còn thiếu vào đây thôi. At weekends, my go to the mountains with her classmates. Trên này có thông tin rồi, vậy mình chỉ việc điền từ classmates vào là xong. The girls like playing. Những cô gái thì thích chơi gì đây? Badminton. Còn những cậu bé thì thích chơi, thích đi bơi, đúng không nào? The girls like playing badminton. The boys like enjoy swimming. Thế còn Mai thì thích làm gì? Loves taking photos with her mobile phone. Mai thì lại thích chụp ảnh bằng điện thoại. Loves taking photographs. Chấm điểm bao nhiêu trên 4 nhá. Bài này các con sẽ trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi thì bài này cô không thể chấm chung tất cả lớp được, mà cô sẽ phải chấm riêng từng người. Được chưa? Vậy các con sẽ chụp cho cô cái bài này lên nhóm đi. Để cô sẽ chấm. Được chưa? Cô sẽ làm mẫu này. What's your phone number này? Thì con bắt buộc phải trả lời bằng is này.
cộng với số điện thoại này, ví dụ số điện thoại của cô 0975 856424, được chưa? What's your mother phone number? Thế thì câu này cũng trả lời bằng is này, cộng với số điện thoại này, được chưa? Ví dụ 0978645321. Would you like to go skating this Saturday? Thôi bài này con chấm luôn đi nhé, bài này không phải chụp nữa. Would you like to go skating this Saturday? Bạn có thích đi trượt patin câu này vào thứ bảy tuần này không? Nếu con đồng ý thì con sẽ trả lời là I the love to, hoặc con có thể trả lời là great. Great. Ok. Có rất nhiều cách để trả lời, được chưa? Hoặc con có thể là nói là it's a good idea. Các con phải chép tất cả các cách này vào trong sách nhá. Tất cả những cách này đều để đáp lại câu mời đấy. Và ba cái cách đầu tiên này này. I the love to, tôi đồng ý. Great, ok, thật là tuyệt vời. It's a good idea, đó là một ý tưởng rất là hay. Ba câu này chỉ đều dùng để đồng ý nhé. Tất cả con chép vào đi. Tất cả con chép vào sách bài tập của mình. Đây là câu đồng ý này, đúng không? Thế con không đồng ý, chúng ta sẽ trả lời là sorry, I'm busy. Hoặc mình sẽ trả lời là sorry, I can't. Sorry, I can't. Xin lỗi, tôi không thể. Còn câu 4, xem người ta mời làm gì. Would you like to go for a picnic this Sunday? Sunday thì các con cũng sẽ chọn một trong 5 cách tương tự như bên trên để điền vào đây. Được chưa? Các con chấm bài của mình. Bài này không cần phải chụp nữa nhé. Dựa vào đáp án của cô để làm thôi. Câu 3 và câu 4, chọn một trong 5 cách này để viết. Nhìn kỹ xem là mình chọn đúng cách chưa. Chỉ được chọn một trong 5 thôi nhá. Hai cái cách cuối này là từ chối này. Bài số 2, write about your close friends. Hãy viết một đoạn văn về bạn thân của con. Bài này mới cần chụp ảnh gửi cho cô. My friend is called. Bạn của tôi tên là gì? Ví dụ Tuấn. My friend is called Tuấn. At weekends, he, vào cuối tuần anh ta thường làm gì? He goes skating. He likes làm gì đó và she enjoys làm gì đó. Được chưa? Chụp ảnh bài này và gửi lên nhóm cho cô để cô chấm cho các con nhé. Bây giờ các con thống kê bao nhiêu lỗi sai bài của mình. Ví dụ con có 5 lỗi sai thì ghi 5 lỗi sai ở cái trang đầu tiên của unit 18 ấy nhá. Không có lỗi sai nào thì ghi không lỗi sai và báo cáo kết quả lên nhóm cho cô.